Xin chào các anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại các anh chị và các bạn ở phần 4 trên 7 của cái chương trình học cái hệ thống chuyên âm của tiếng phổ thông Trung Quốc. Thì trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái bản ghép giữa thanh mẫu và vật mẫu, tức là cái phần ghép của các cái phụ âm và các cái nguyên âm hay là vần ở phía sau. Phần này nó khá dài và chúng ta đọc cũng hơi vất vả một chút nên là đề nghị mọi người cũng cố gắng nhé. Chúng ta bắt đầu thôi. Sau đây là bảng kết hợp giữa các thanh mẫu và vận mẫu. Chúng ta có cái bảng thứ nhất. Bảng thứ nhất này chúng ta có cái chữ bờ đó, đó. Bờ đó hôm trước ta học là po, po hay là pơ. Bây giờ chúng ta ghép vào nha. Pa, po, bai bay, pao, pan, pin, bang. Băng, bi, pe b pen pin ping Chúng ta đọc lại một lần nữa nha Ba, b pai b bao pan b băng, băng, bi, pe b pen pin ping chúng ta cần lưu ý nè cái này a, n, an n a đọc là pan còn này a ngờ an thì đọc là pan như vậy đây là pan còn đây là pan và lưu ý nữa e n là in thì đọc là pin còn e n đây là ân đọc là phân cái này là pin pin còn này là phân cái tiếp nữa chúng ta có cái phụ âm à, b phở đó, đó thì nó đọc là pho pho hay đọc là pơ cũng được không sao cả Bây giờ chúng ta ghép vào nè. Pa, pa nhớ bậm môi bật hơi ha. Chúng ta đọc lại. Pa, po, pai, pau, po, pan, pen, pang, pung, pi, pia, piao, pian, pin, ping, đọc lại lần nữa nha. Pa, po, pai, pau, po, pan, pen, pang, peng, thi, the, theo, Thiên, pin, Và chúng ta cũng lưu ý B phở hai n này. Cái này chúng ta đọc là pan, an, n, an, đọc là pan. Còn này, a, ngừa an, đọc là pan, pan, PAN khác ở đây cũng vậy đây N là in đọc là phin còn N này đây là ân đọc là phân như vậy đây là phin còn đây là phân tiếp nữa chúng ta có mua mua hay mơ cũng được tức là bản chất nó là M cái chữ mờ chúng ta bắt đầu đọc nha ma mua mơ mai mau mô man mình mang mân mi me mè, meo miêu miên miên minh chúng ta đọc lại một lần nữa ma mo nhớ là đọc là mua chứ không phải là mô nhé không phải ô ha mua mò Mơ, mai mau mô man mân mang mân mi man, man, me, me the e -E 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 thì đọc là me con i o e -L -L thì đọc là meo i o u đọc là miêu men min in in đọc là min còn i e n r -E là in thì đọc là minh như vậy đây đọc là min, còn đây đọc là min, cái nào có n r thì mình đọc qua mũi ra min, min. Tiếp nữa chúng ta có phụ âm, tức là cái phần thanh mẫu á, cái chữ f là cái phần phụ âm á, nó đọc như chữ phờ trong tiếng Việt thôi và chúng ta sẽ cùng đọc nào. pha, pha, phô, phô, phê. Fe, fo, fo fan fan phân phân Phan Phan phân phân các bạn sẽ thắc mắc sao ở dưới cái chữ F này nó không có ghép nhiều vào với những cái như những cái phần ở bên trên à, bình thường thôi Tại vì trong cái tiếng hán á, cái chữ F cái những cái chữ hán mà nó đọc thì nó chỉ có đọc những cái âm này thôi Chứ nó không có đạt, âm nào đọc là phao ví dụ thế là không có cho nên nó không có i ao l l trong trong tiếng Hán không có. À, như vậy là cái nào mà có đây là nó sẽ có những cái chữ Hán tương ứng, còn không có thì nó không có liệt kê ra. Chúng ta cùng đọc lại nào. Pha fo, fe, fo, fan phân phang phân đó là kết thúc bảng 1, các bạn cứ nghe đi nghe lại nhiều lần. Nghe đi nghe lại nhiều lần thì các bạn sẽ quen thôi. Chúng ta sang bảng 2. Bảng 2 chúng ta có cái chữ giờ đó là tơ, bản chất nó là cái âm tờ đó. Và chúng ta ghép vào. Ta tơ tai tay tao tô tan tang tân ti tia tiêu tia, tiêu tiên tinh tôn chúng ta đọc lại một lần nữa ta tơ tai tây tàu tô tan tăng tân ti tia tiêu tiêu, tiên, tinh, tôn. Tiếp nữa, chúng ta có cái chữ tờ, chữ tờ đó là đọc là thơ, bản chất nó là cái âm thờ, chữ thờ chúng ta ghép vào và đọc luôn. Tha, thơ, thai, thao, thô, than, thang, thân, thi, the, theo thiên thiên thôn một lần nữa tha thơ thai thao thô than thang thân thi thia theo thiên thiên thôn tiếp nữa chúng ta có cái chữ n n là nơ bản chất nó là chữ n âm n thôi và chúng ta đọc nào na nai nay nao, no nan nang nang ni ne, neo neo nian nien nian ning non một lần nữa na nai nay nào NÔ, NÂN, nang nâng ni nia nè, neo niu nian niên nang ninh nung tiếp luôn cái tiếp chúng ta có chữ l là lơ à, bản, bản bản chất của nó là phụ âm l thôi rồi chúng ta ghép vào la lơ lai lê, lao lô lan lang lân li lia lia leo liu lien liên leng linh lung chúng ta đọc lại một lần nữa nha la lơ lai lê lao LÔ, lan lang LÂNG, li le le chúng ta lưu ý ia đọc là le còn ia đọc là le lê, leo liu lien lien liang linh, lung long Kế tiếp chúng ta có cái bảng thứ ba Bảng thứ ba chúng ta bắt đầu bằng chữ G, chữ G là đọc là cưa, cơ bản chất nó là cái âm cờ như chữ cờ trong tiếng Việt của mình. Chúng ta bắt đầu nào. Ca, cơ, cai, cây, cao, cô, can, kênh, can, cân, côn. Một lần nữa nha. Ca, cơ cai cây cao cô can cân can cân cung tiếp theo chúng ta có cái chữ K đó đọc là khơ khơ như vậy chúng ta đọc như chữ khờ trong tiếng việt của mình là được rồi kha khơ khai khô khan khân Khang, khân khung chúng ta đọc lại một lần nữa kha khơ khai khô khan khân Khang, khân khung cái tiếp chúng ta có chữ hờ chữ hờ này thì nó cũng như là hơ đọc như hờ trong tiếng việt của mình cũng được À, người miền bắc trung quốc thì nó đọc có thể nó rung ở bên trong cái cuốn lưỡi một chút đọc là khơ uống nước là khơ gì đó khơ xùy khơ chả khơ chả nhưng mình đọc như âm hờ được rồi hơ xùy khơ chả là được rồi như vậy đây là hờ Nên chúng ta ghép vô nè ha hơ hai hay hao hô hân hang hân hôn một lần nữa ha hơ hai hay hao hô hang hân hôn tiếp theo chúng ta có bản thứ tư bản thứ tư này là nó hơi khó một chút à, cũng không phải khó lắm nhưng mà do nó có những cái những cái âm mà chúng ta ít quen không có trong tiếng việt đó, thì chúng ta phải làm quen từ từ nên đề nghị mọi người chú ý một chút Rồi cái chữ J này nè Cái chữ J này nè Cái chữ J này nè Thì nó là Cái chữ J là nó đọc Hồi nãy mình giới thiệu Nó đọc gần giống như cái chữ chờ, Nhưng mà trên cái mặt lưỡi á Như vậy nó sẽ đọc là Chi Chi Thì ghép vào đây cũng vậy luôn Chi Chi này IA Đọc là Chia Chia IA Đọc là Chia chia, chéo, chéo, CHIÊU CHIÊU chen, chen, chiên chiên chéan, 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 chung, chung. Một lần nữa chi, chia, chia, chéan, chéan, Chen, chiên, chang, chiên, chung. Cái tiếp chúng ta có cái chữ quờ, cái chữ quờ đó, thì đọc cũng giống như là cái chữ chia ở trên, nhưng mà chúng ta sát cái hơi ở trên mặt lưỡi, thì nó mới chính xác. Rồi chúng ta bắt đầu đọc nha. Chi, chi, cha, cha, chia chia chiao chiao chiu chiu chia 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 một lần nữa chia 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 chiao chiu chán xin, chang, xin, sung, cái tiếp nữa chúng ta có chữ ít thì đọc như âm sờ nhưng mà sát cái hơi trên mặt lưỡi chứ không phải đầu lưỡi à, chúng ta có gặp ở trên mấy cái video mấy cái video clip ở bên trên đó rồi ví dụ như trong cảm ơn nó đọc là xia xia thì đó âm sờ đó là xia rồi chúng ta ghép vào nhé xia xia xiao xiu xiên xin xiang xin xung chúng ta đọc lại một lần nữa xi xia xe, xiao xiu xiên xin xiang xin xung kế tiếp chúng ta có bảng thứ năm bảng thứ năm à, cái chữ z này là là những âm đầu lưỡi ngay chỗ cái chữ y này nè chữ y mà đi với chữ z này nè chữ z này nè thì nó đọc gần như ưa trong tiếng việt thì thầy bôi đỏ ở đây để mọi người lưu ý à, sang cái phần cái chúng ta có một cái video clip về những cái phần lưu ý thì sẽ giải thích cái này rõ hơn nói chung là có một cái trường hợp đặc biệt là chữ y đi với cái chữ z này nè chữ z này nè thì nó không có đọc là y mà nó đọc gần như ưa trong tiếng việt của mình đây nó đọc là xưa rồi đây là chưa ha chúng ta ghép vào và cùng đọc lúc nào cha cha chưa chưa âm đầu lưỡi nha, chưa cái tiếp chưa chưa trai trai trao trao châu châu trang trang chân chân CHUNG chung chúng ta đọc lại một lần nữa cha chơ chư chai trao, châu trang chân chung kế tiếp chúng ta có cái chữ c và cái chữ s này luôn chữ s này đọc như chữ sờ ít trong tiếng việt của mình còn cái chữ c thì cũng giống như chữ s nhưng mà bật hơi ra nếu trường hợp khó khăn quá thì đọc gần như cái chữ s này cũng được và mình bôi đỏ ngay chỗ này tức là chữ y đi với chữ z này nè thì nó đọc là nó đọc gần như ưa đọc là xưa và ngay chỗ này nó đọc là xưa chỗ này là đọc là xưa và chỗ này đọc là xưa nhẹ nhàng thôi không có bật hơi đây đọc là xưa xưa còn đây là xưa 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 rồi chúng ta bắt đầu từ ngay chỗ chữ c này nè bật hơi nha Đọc lại xưa này ghép vô này. xa xơ xưa xơ xưa xưa sai sai sau sau sâu san 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 sân sân sang sang sân sân sung sung đọc lại một lần nữa xa sơ xưa sai sao sâu san sân sang sân sung kế tiếp đến chữ s đọc như chữ sờ ít trong tiếng việt mình nè sa sơ xưa sai sao sâu san, sân, sang, sân, sung. Một lần nữa không có bật hơi ha. Sa, sơ, sơ, sai, sao, sâu, so, san, sân, sang, sân, sung. Kế tiếp chúng ta có cái bảng số 6. Bảng này cũng không khó lắm. Z, chữ C và chữ H này À, chúng ta có gặp nó một lần ở bên trên đó, đó đọc như âm trờ, chữ trờ, tr trong tiếng việt của mình cong lưỡi lên như vậy là nó đọc là trờ -tr đó trư -tr đó ghép vô này tra trưa trư trai trao trâu tran trên trang trân trung kế tiếp cha cha chơ chư chai châu chan chân chang chân chung đọc lại lần nữa cha chơ chư chai châu, chan chân chang chân chung kế tiếp nữa chúng ta có sh đọc như chữ s của mình thôi s s sa sơ sư sai sau sâu san sân sang sân chúng ta đọc lại một lần nữa sa sơ sư sai sau sâu san sân sang sân và ở dưới chúng ta có hàng cái chữ e r à, r đọc là rư như chữ r của mình nhưng không có rung lưỡi ha ta ghép vô nè r rư rau râu ran rên rang rân rung chúng ta đọc lại lần nữa r rư rau râu ran rên rang rân rung và đến cái chữ y dài, y dài này từ đâu ra nào? Khi y ngắn đứng đầu một cái âm đọc thì nó đổi thành y dài. Y ngắn đứng đầu thì đổi thành y dài. Và khi chúng ta gặp y dài này chúng ta đọc nó như cái chữ giờ trong tiếng Việt của mình đó. chữ giờ chứ không phải là chữ giờ ha. Giờ, như vậy đây nó ghép vào nó sẽ là da, giờ ai da, da, dao, dao, vô vô yên. Ianen là gen nhưng mà cũng có người đọc là gian luôn. Gian 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 di di cái chữ u mà đi liền đằng sau chữ y này thì nó là y đó nhưng mà nó không chấm lên. Đó là quy định của nó như vậy. Như vậy đây không phải đọc là du mà đọc là di di chỗ này y e ye thì đọc là ye yeah, cái này đọc là ye yeah, đây đọc là duyên. Duyên. đây đọc là yi yi đây đọc là yin yin như chữ giờ á và đây chữ u này cũng là y nhưng mà nó không chấm lên thôi nên đây là yin này đọc là yin yin ying, ying và cuối cùng là dung dung <laughs> chúng ta đọc lại nha ya yao yo yen yang yu ye yue yuan yi và cuối cùng chúng ta thấy có cái w này w này đâu ra tức là khi cái chữ u đứng đầu một âm đọc thì ví dụ đây là ví dụ ngay chỗ này nè là u a qua thì cái chữ u đó nó sẽ đổi thành w này trong lưu ý mình có nêu chi tiết về việc này rồi như vậy là chúng ta sẽ thấy cứ khi đọc gặp cái w này nè thì chúng ta đọc như chữ w vậy đó qua wo why way one quên quang quân u riêng cái chỗ này không đọc là u mà đọc là u u như chữ u của mình á chúng ta đọc lại lần nữa wa wo wai wei wan won wang và đến đây mình xin kết thúc phần 4 trên 7 của cái bài mở đầu xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi nhớ đăng ký để các bạn có thể đăng ký kênh để các bạn nhận được những cái video clip mới nhất sắp tới mình sẽ làm rất nhiều chương trình và cho một like xin cảm ơn mọi người chúc mọi người học thật vui và hiệu quả